đâu. Mày giỏi thiệt. Diễn gì trời. Cô ta bên kia. Mày giỏi thiệt. Oh my god. Mày tối excuse me. Mm-hmm.
Ui dạ. 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 Trả tiền đi. Trả tiền đi. Trả đi. Ê mẹ trả tiền đi. Này tiền. Trả tiền đi. Tiền quay. Ây dạ. Đánh đầu quá đi. Quên đi. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thì giờ anh cứ trò chuyện người ta như vậy, kiếm được bao nhiêu cũng không đủ cho người ta mà. Không làm như vậy thì biết làm sao? Cái bọn khốn nạn đó, sau này tôi tới Thiếu Lâm Tự học võ nghệ, đánh chết hết tụi nó. Mày đừng có nằm mơ, Thiếu Lâm Tự gì? Sư phụ. Được rồi các con đi đi, ráng tận hết sức của mình. Dạ. Người qua được rồi. Thank you.
xin lỗi. Người đã thông qua được cuộc thi khảo của quốc gia sẽ đại biểu cho Trung Quốc đi qua Hạ Quy Di để tham gia Đại học Võ Thuật của Thế Giới và thi đua công năng đặc dị. Hy vọng các người hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ hoàn vinh cho nước nhà. Thì ra ở bãi biển này có nhiều mỹ nữ. Xin đừng cứ cười tôi, tôi coi tới chảy nước miếng. Bởi vì các chị này có thể nhìn rất là đẹp. Đẹp quá. Bây giờ tôi chịu không có nổi nữa trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
À, lý do bị lộ tẩy rồi. Chờ treo đi, chờ treo đó, chờ treo là mất, chờ mất, chờ mà, chờ bị lấy hả? Cô mà, chờ mà, chờ mà, chờ mà, chờ mà. Tôi cũng còn mang mũi đi gặp Ngân Sơn phụ lão nữa chứ. Ê, con nhỏ này ngồi quá đi. Tôi là con trai mà. Hey, thằng nhóc con, bộ quần áo của mày rất đẹp đó. Mày định đi đâu vậy hả? Bye bye. Bye bye. Đã quá. Cô bé này thì là dễ thương quá. Hello. Trời hả? Chùi miệng nha. Mỏi chân quá. Mấy bà bị qua mắt rồi. Đây là con chim vàng của tôi mà. Bộ chưa có từng thấy hả? Đâu có gì lạ đâu.
Trung Phú. Định vừa tới nha, tôi nổ súng đó. My God. Mày làm gì đây? Có phải anh đang nằm chiêm bao không? Thank you.
chỉ có một đứa con gái và một thằng nhỏ Trung Quốc có thể đánh anh như vậy sao? Bọn nó không những là biết Kung Fu Trung Quốc, còn biết công năng đặc dị nữa. Công năng đặc dị tôi cũng rất thích. Dẫn tụi nó tới đây gặp tôi. Làm cái gì được đâu. Tao cũng không biết tại sao nữa. Mấy người này hình như là không có muốn làm gì hết, chỉ muốn gặp mặt cô ta. Chắc là anh có bệnh tương tư rồi. Tuyệt vậy hay sao? Vậy bây giờ phải làm thế nào? Không có thành vấn đề. Chỉ cần anh chịu cười thì bệnh của anh sẽ lành lại ngay. Cười đi, cười đi. Coi bộ trướng của tôi có đáng cười hay không hả? Thôi đi Văn ơi, từ ngày mà mày ra chào đời là tao đã không có nụ cười nữa rồi. Thì chảm như vậy sao? Được rồi, anh đừng có lo, để tôi giải quyết giùm cho anh. Quý già đẹp quá đi. Nũng na nũng nịu à. Đường cong nổi bật. Đẩy đà quá. Sao lại mập quá vậy nè. Wow, chim sa cá lặn. Dốc mình ở cô này không thể chê được đâu. Wow, cái thằng cọc con. Lúc nãy tao đã quên. Mày nhắc tới tao lại nhớ nữa rồi. Ê, làm gì đó mày? Mày thắng tao rồi mà, sao còn u sầu làm gì? Bị bệnh hả? Nói không có sai chút nào. Anh của tôi có bệnh tương tư đó. Về tụi mày may mắn rồi đó. Chuyên gia chuyên trị bệnh tương tư ở đây nè, trước mặt tụi bay nè. Không lẽ chỉ cười là hết buồn sầu hay sao? Mày đừng có điên nha mày. Nếu cười mà chữa được bệnh à, thì tất cả bác sĩ trên thế giới là tự giận hết rồi. Vậy thì không thể trị được rồi. Ê, cầu tao đi. Đức Chúa của tôi làm ơn làm thuốc chữa bệnh giùm cho tôi đi mà. Làm ơn. Phương pháp duy nhất chuyên trị bệnh tương tư là tức là cười. Ây da trời. Cái cười này không có giống cười thường đâu. Theo yêu cầu mẹ thường thường mỉm cười. Chờ đến khi mày cua được cô ta thì không còn bệnh gì nữa hết. Coi kìa. Cái tướng của mày kìa. Như vậy có ai dám để mắt xanh tới mày chứ. Mỉm cười đi. Chai gương mỉm cười đi. Phát huy sức hấp dẫn của con trai. Khi mà cua được cô ta rồi đó thì bệnh tương tư gì cũng lành lại hết. Cười cho tao coi đi. Cười đi. Có phải cười vậy không? Tao điên rồi mà. Của Mỹ thì là ngon. Rất tiếc là hai đứa bay không ăn được. Hoạch thượng không có ăn thịt, sớm tối còn phải tập công phu, quả thì không công bằng. Sư thúc. Cái gì? Khi ăn xong dẫn chúng tôi đi chơi đi. Đến nước Mỹ đã 2 ngày còn chưa được đi đâu hết. Kề tay lại,
Tụi bây đừng có chỉ lo đi chơi nha. Tụi mình còn có nhiệm vụ đặc biệt ở trong mình đó. Ờ. Nè, lát nữa ăn xong rồi tụi bây trở về phòng đi. Sư Thúc đi trước. Cười hết cả buổi rồi đó. Anh hai, anh đứng làm cái gì đó mà qua đây? Nè, qua đây. Anh hai, anh đã có tiến bộ rồi. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Bây giờ mày phóng điện đi rồi, tâm động chỉ bằng hành động. Nè, mau hẹn với cô ta đi. Vì vấn đề này tôi có thể khẳng định, đánh chết anh cũng không có dám gì đâu. Tại sao? Có bốn chữ háo sắc nhút nhát. Vậy lần này mày may mắn rồi, tao có bí quyết chuyên trị háo sắc nhút nhát như mày. Uống rượu có thể can đảm, nè uống đi, uống đi mà. Sao thì chết đi mày. Ý canh nó đi đâu mất rồi? Ở mày có rất nhiều quái nhân. Có phải anh chàng ngày hôm qua bị người ta đánh hay không? Chị quên rồi. Chị đếm nguyệt cười biết cười bao lâu? Sau 2 tiếng đồng hồ anh ta sẽ thôi cười. Uống đi, uống hết đi. Uống hết đi. Uống đi, hết đi, hết đi. Hết rồi à, thế nào còn sợ không? Không sợ, cái gì cũng không sợ hết. Anh hai à, cố gắng lên. Đi, hả? Tôi coi còn ai dám ra lệnh kêu tôi đi. La 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 la. Hello. Ở đây khi mà chào hỏi người ta thì phải nói là hello. Nói đi, hai người nói theo tôi nha. Hello. Rất là lợi hại, trung khí rất dồi dào. Quả thiệt là thần tượng của tôi. Chuyện nhỏ thôi, cần gì phải khen. Rất là đặc biệt. Hay là như vậy nha, ngày mai tôi dẫn tụi chị đi chơi. Tôi với anh tôi làm người hướng đạo có được không? Không cần. Anh của tôi rất là thông tuyệt đường lối. Không cần. Anh của tôi là người đẹp trai. Không cần. Bữa ăn này tôi trả tiền. Không cần. Không cần hả? Tôi chị lại không hiểu, cái gì chị cũng nói là không cần. Giờ chị tới đây làm cái gì? Thì tôi có nhiệm vụ. Tiểu Long. Nhiệm vụ gì? Đâu có, đâu có. Excuse me, do you have a pen? Cái gì? A pen? Pencil hả? Nè nè nè, ông cho hỏi cái gì vậy hả? Pen. What? What cái gì? Oh my god. Bây giờ ông ta lại nói tiếng Hoa nữa. Thì là phiền phức quá đi. Ok ok. Có Hoa nè. No. Thôi, nói cái gì? Forget it. Ông nói cái gì chứ? Mấy người ngoại quốc thì là phiền phức quá. Anh biết tiếng Anh nhiều lắm hả? Dạ cho tôi đi. Nói tiếng Anh thì là đơn giản thôi. Người Mỹ gọi là America. Hả? Câu này thì dễ thôi. American. Tiếng Anh gọi câu này là English. Thì nói thì phải uống lưỡi. English. Nếu tiếng Anh thì rất là đơn giản thôi. Nếu mà chị muốn học thì tôi kêu anh của tôi tới dạy cho chị nha. Anh hai à, mau lại đây đi. Lại đây mau đi. Mau lên. Sợ cái gì? Mau lên. Mau lại đây. Chào hỏi người ta đi. Hai. Hai. Bên này nè. Cô hai à, xin lỗi nha. Nó sợ mắc cỡ không có dám tới chào hỏi cô. Ê, quên anh ra.
mà đáng mất cỡ đâu. Đừng có làm tôi xấu hổ nha. Cơ hội hiếm có lắm đó. Mau đi, mau lên, đừng có mắc cỡ mà. Oh, thank you, thank you. Cô à, cô là một cọng mây ở trên trời. Nụ cười của cô rất là tươi sáng. Ơi, thì là quen mùa quá. Cô hai à, thú thật với cô, tôi đây cũng là một chàng trai tuấn tú như là Hạ Quy Di. Ui, tại sao nói như vậy? Được, hay tôi mời cô đi cine nha. Quá ngây thơ đi. Giờ tôi dẫn cô đi dạo phố nha. Chỉ có một mình cô và tôi thôi. Có tán thành không? Tán thành. Vậy tôi rất là hân hạnh. À, làm gì đây? Tôi đã dẫn chị tới đây cho anh rồi. Cô ta đang ở đâu? Đang đứng ở bên cạnh của anh kìa. Mày tới đây bao lâu rồi? Đã nghe hết những lời mà anh vừa nói. Anh làm gì vậy? Anh học người ta cô gái. Cà rem cây ở Mỹ đâu, người ta gọi là ice cream. Nói sao? Là ice cream. Ai cà rem á? Cái tốt anh học không có nhanh, cái xấu thì anh học rất là nhanh. Anh chị là giỏi. Anh kêu qua đây mắt chung. Được. Thank you very much. Anh cũng biết câu tiếng Anh này hả? Sếp của tôi dạy tôi nói vậy. Cung phu của cô và em của cô, người nào cao cường hơn? Công phu của tôi và nó không có giống nhau đâu. Nó học thực tiễn, còn tôi thì dùng tư tưởng. Còn gọi là công năng đặc dị có phải không? Hồi nhỏ gia đình tôi rất nghèo khổ, không có tiền mua trứng gà. Con trai của thôn trưởng bên cạnh, mỗi ngày đi ăn trứng gà trà. Tôi ngửi thấy trứng gà trà rất thơm tho. Trong lòng tôi suy nghĩ, nếu tôi có được thứ này để ăn thì là ngon biết bao. Tôi tiếp đó, chỉ có một cái trứng gà ở trong miệng của tôi. Cũng như cái chuyện này, tôi bị người ta trói lại và đánh tôi hết một trận. Sau đó tôi mới hiểu, nếu tôi tập trung ý niệm, có rất nhiều việc tôi đều có thể làm được. Có phải là tức cười không? Vì một cái trứng gà trà mà tôi luyện thành công năng đặc dị này. Cái anh này thì là lợi hại quá. Mặt biển rất là đẹp. Khi tôi ở thôn quê, chưa bao giờ được thấy biển đâu. Số thuốc của tôi đã về rồi. Tiểu Long, để chị cõng em nha. Bye bye. Bye bye. Chị ơi, ngày mai tụi mình đi chơi với.
thích bọn tư ảnh nữa nha. Em rất thích ăn cà rem cây thuốc Mỹ. Em không phải, phải nói là ice cream mới đúng. Vậy mới đúng á. Phải rồi, ice cream. Đúng rồi, ice cream. Tuổi, từng nhận chức viện trưởng viện nghiên cứu khoa học quốc gia. Lần này hắn đem ra ngoài là cái máy khởi động. Máy khởi động là gì? Ồ, là cái máy khởi động vi tính của hệ thống hạt nhân bí mật ở biên giới Trung Quốc vậy à? Đúng ra thì cái hệ thống này thuộc quyền sở hữu của chúng ta và Liên Xô hồi trước. Từ khi Liên Xô bị chia rẽ, Hứa Vạn Hữu có ý đồ lợi dụng máy này để khôi phục chánh phủ liên bang của Xô Viết lại. Nè, nhiệm vụ của anh là tranh thủ trước khi người Nga kiếm được nó. Anh phải gặp nó trước, sau đó thì giải nó về Trung Quốc cùng với cái máy khởi động đó. Tôi hiểu rồi, nhưng mà anh phải cho tôi món vật mà Hứa Giang Hữu hay để trong mình, để tôi về cho Thị Yến coi. Được, được. Đồng chí tôi xin mời nghe điện thoại. Alo. Cái gì? Tiểu Long bị bắt cóc. Cung phu, sếp đặt cho nó ra đánh quyền. Tôi có thể khẳng định đó là hương mê hồn mà bọn nhận giả Nhật Bổn thường dùng. Nhận giả Nhật Bổn không phải là như vậy đâu. Ở đây là nước Mỹ mà. Đúng rồi, đúng là nhận giả Nhật Bổn. Tối hôm qua khi tôi mở cửa ra, ngửi thấy mùi này, tôi biết là có chuyện xảy ra. Tôi không nên để lại một mình Tiểu Long ở trong phòng. Cô à, cô đừng có quá lo lắng. Cô hãy về khách sạn nghỉ ngơi đi. Nếu mà có tin tức gì, tôi sẽ thông báo với cô, ok? Khi nào kiếm không được Tiểu Long thì tôi không về. Có gì, tôi còn mặt mũi nào mà trở về. Thế, người cha của Quy Thái Lan ở bên cạnh nhà mình. Ông ta làm việc ở trong võ đạo quán của Nhật Bổn đó. Phải rồi. Đạo quán Nhật Bổn duy nhất ở Hải Quy Di là võ đạo quán đó. Trong khi tôi bước vào trong là có thể cảm ứng được. Vô trong. Đánh mạnh lên. Mạnh lên. Phải dùng sức chứ. Đánh mạnh lên. Tập trung từ từ. Đánh mạnh lên. Tiểu Long cứ tỉnh tới đây. Anh ở đây kéo dài thì giờ. Để tôi đi kiếm chứng cớ. Các người tới đây làm gì? Hello. Hello. Thằng này là em của tôi, nó muốn tới đây học kiếm đạo. Thế nào? Tụi tôi không nhận học trò đâu. Sao nói vậy? Kêu các anh đi ra. Chờ một chút. Để vậy tôi nói cho mấy anh nghe. Anh ta tới đây để phá cái quán này đó. Phải. Đánh anh đi. Hả? Quay. Giỏi, giỏi thiệt. Oh, hey, wow, hey.
hoa ngất lắm. Ở đây quả chỉ là địa ngục trần gian. Cô có sao không? Xin lỗi, tôi đã làm liên lụy đến anh. Sao lại cắn tao vậy? Bây giờ tụi mình không có phải đang nằm chim bao đâu. Chị Hiến hả? Chị mau dùng công năng đặc dị cứu tụi tôi ra ngoài đi nha. Tôi... Tại sao vậy? Không lẽ võ công của chị bị người ta phế hết rồi sao? Tôi được ở bên cạnh mình của Tiểu Long, ít nhất phải trong vòng 500 thước thì mới có thể phát công được. Tiểu Long cũng phải ở bên cạnh của tôi mới có thể trổ tài được. Bằng không thì công phu của nó không được đến 7 phần. Trong thực tế từ trường, trong thân thể của tôi và nó hình như có gì dính líu với nhau. Cái này gọi là tâm linh cảm ứng. Vậy cô có thể cảm ứng Tiểu Long bây giờ có sao không? Tôi có cảm ứng. Tiểu Long bây giờ đang đối diện với sự thử thách rất là nguy hiểm. Thì như phải phấn đấu sống chết với người ta vậy. Ở gần đây. Ở chỗ nào? Thiệt sao? Phải rồi. Bây giờ đang ở trong vòng 500 thước. Bây giờ tụi nó đang đến gần tụi mình. Tiểu Long! 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 Tôi truyền cho nó 10 phút chân khí thì sẽ khôi phục lại. Nhớ đừng quấy nhiễu tôi. Tiểu Long, theo tao qua đi. Tiểu Long, Tiểu Long, đừng quấy nhiễu người ta. Xin lỗi nha. Cho tôi xin lỗi. Hả? Cho tôi xin lỗi. Nói cái gì? Cái ngón tay của tôi đang bị anh đạp kìa. Xin lỗi, xin hỏi ông là... Cái món vật này rất là quan trọng. Nó là vật vô giá đó. Anh phải nhớ, đừng có làm mất nó nha. Mấy nhỏ nhỏ thôi, phải ngoan ngoãn, đừng có la rùm lên đấy nha. Bọn chúng có chim bao cũng không thể ngờ được tôi lấy cái món vật này nhét vào trong lỗ đít của tôi đó. Ba, chị là thúi quá đi. Cái món vật này nhét vào trong lỗ đít là thúi như vậy sao? Thúi quá. Các người đừng có la rùm. Anh phải nhớ, anh đem cái món vật này bán cho lãnh sự quán Trung Quốc thì anh sẽ phát tài. Bác hả? Bác, bác à, bác, tôi chết không được nhắm mắt. Lấy cho bạn đi.
Chị này có mong bác gì hết đâu, xin phạt tôi đi. Sao chú nóng nảy quá vậy? Nhờ tiểu yến đi cướp tự long đó. Kéo nó ra. Đi ra. Đừng có kéo tôi. Mày cũng đi ra. Đi. Lỗi này cũng tại tôi. Buông tôi ra. Đánh chết tôi cũng không có đi ra đâu. Buông ra. Khoan đã. Mày lấy được cái này ở đâu? Cái vật đó có dính tức đó. Nói. Làm gì dữ vậy? Nói nhỏ một chút đi. Anh hung dữ chứ không có nói đâu. Xin lỗi nha. Vậy anh nói tôi biết đi. Tại sao anh có cái này? Cái món vật này rất quan trọng đối với Tiểu Yến và Tiểu Long. Có phải không hả anh bạn trẻ? Thì cứ làm bộ. Nói đi. Tôi nói, món vật này khi mà ở trong địa lao có một lão già tặng cho tôi đó. Bây giờ ông ta ở đâu? Ông ta ở đâu hả? Đã chết rồi. Chết rồi? Thì ông ta còn nói là chết không có tiền nhắm mắt. Trước khi chết ông ta có nói gì không? Ông nói tới đây món vật này đi bán cho lãnh sự Trung Quốc, như vậy tôi sẽ phát tài. Cái đó thì ông nói là trúng số độc đắc hay là trúng gió gì đó rồi chết đi. Chỉ có vậy thôi à? Chỉ có vậy thôi. Anh nghĩ coi, còn nói gì nữa không? Hết rồi. Thiệt? Thiệt. Đuổi nó ra ngoài. Đồ khốn nạn. Thì đã nói với anh rồi, gương mặt của nó như là chiếc tàu vậy. Vậy có nghĩa là gì? Tức là trở mặt như chiếc tàu là cốt vậy. Ngày mai tụi mình trở về Bắc Kinh. Trong khoảng thời gian đến Mỹ, trò có cảm tưởng gì không? Mặt trăng ở nước Mỹ thật là đẹp hơn mặt trăng ở thôn quê tôi. Chỉ có mặt trăng thôi sao? Trò có để ý thằng nhỏ ở trước cửa không? Mỗi ngày nó kiếm được bao nhiêu tiền? Ở quê hương chúng ta, cán bộ trung thượng cấp như là chúng ta đây phải làm mấy tháng trời đó. Cả đời của chú là một đảng viên, yêu đảng, yêu nước, nhưng mà cuối cùng không bằng một kẻ gác cửa. Chú đi họ Tô, không thể suy sụp cả đời như vậy được. Sư thúc, sư thúc uống quá nhiều rồi. Sở dĩ mà chú tát trò một tát là muốn cho lãnh sự quán họ nhìn thấy. Nếu mà chú không làm vậy đó hả, khi trò trở về sẽ bị trừng phạt đó. Tôi biết rồi. Mà kệ sau này tình hình thế nào. Xin trò hãy tha thứ sư thúc. Sư thúc đã điểm biệt trò rồi. Trong vòng 3 tháng không thể đề khí luyện công. Nếu mà luyện công thì quyết mạch đảo lộn. Trò chỉ cần nói cho những người ở trong đại sứ quán biết, nói là trò bất ngờ đã bị sư thúc chế phục, như vậy sẽ được vô sự. Sư thúc không thể cả đời tội như vậy. Lần này phải nhất định phát tài. Chờ đến sáng mai Tiểu Long sẽ giải quyết cho. Nhớ kỹ, đừng có nên đề khí luyện công nha. Nếu không sẽ bị tan xương nát thịt đó. Tôi yêu cầu được 10 triệu Mỹ kim, và ông phải mở tài khoản gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ cho tôi, thì tôi mới trao máy khởi động cho ông. Nhưng mà ông đừng hòng giở trò với tôi nha, bởi vì tôi không ngu dại như lão già họ Hứa đâu. Tuy rằng ông cho tôi 10 triệu, nhưng mà ông có thể kiếm lại rất nhiều mà. Tôi nghĩ ông không phải là một người ngu xuẩn đâu. Ông cũng nên biết ý nghĩa của 4 chữ kẻ đến không thiện. Khi tôi đã quyết định đến đây thì đã có kế hoạch chu đáo rồi. Được. Lâu nay tôi rất thích làm màn với những người thông minh, nhưng rất tiếc dù ông thông minh đến đâu cũng đã phạm 3 điều sai lầm. Thứ nhất, sau khi ông vào đây, tổng cộng ông đã liếm môi hết 15 lần. Kẻ đến không hiền, ông chỉ có một mình thôi. Sự thật, ông sợ muốn chết đó. Thứ hai là ông quá tham lam. 10 triệu Mỹ kim, nếu tôi có nhiều tiền như vậy, tôi cần gì mỗi ngày phải làm nhiều chuyện phi pháp chứ. Vì vấn đề giá cả, chúng ta có thể thương lượng nhau mà. Thứ ba, ông cũng không khác gì với lão Hứa, đều là kẻ phản bội với quốc gia của mình, đến đây bán nước cầu dinh. Tôi đã điều tra lai lịch của ông rồi. Dù tôi thả ông về, ông cũng cùng đường bị lỗi. Huống chi khi mà tôi muốn giết ông, thì cũng giống như là muốn chà chết một con kiến thôi. Ông là một người thông minh,
Nếu ông chịu nói ra máy khải động ở đâu thì tôi lấy nhân cách bảo đảm, bảo đảm cho ông có một con đường sống. Nếu như tôi nói cho ông biết tôi không bị chết hay sao, tôi đâu có ngu dại vậy. Ông sẽ nói để giảm bớt sự đau khổ, chắc chắn ông sẽ nói. Sư thúc nuôi dưỡng tôi và kỹ lòng từ nhỏ, lần này ông làm gì vậy? Chắc là có nguyên do gì đó. Bây giờ tôi rất là lo lắng, sư thúc không đối phó nổi ông Giang đó đâu. Tụi mình có thể báo cảnh sát. Chuyện này đừng có đồn đãi ra ngoài. Nếu báo cảnh sát vừa cho cứu sư thúc ra thì cả đời của ông không còn gì nữa. Vậy thì tụi mình tấn công vào, bởi vì tụi mình đã biết bản doanh của nó ở đâu mà. Bây giờ tôi đang bị điểm ngược đạo, thế lòng chỉ còn lại phương đối công lực. Dù cho tấn công vào có khác gì đi tìm cái chết. Hay là đi mua cây súng, như vậy cũng được. Ở đâu có súng bán? Không có. Thì biết ở đâu có bán súng. Ở đâu? Ở anh Điền Trung Môn. Có một lần tôi đến đó phá đám anh ta, anh ta còn rút cây súng ra để hù tôi nữa. Trời, ghê gớm quá. Sao lại cầm cờ trắng vậy? Ừ. Nếu mà tôi nhìn không lầm, chắc chắn hai vị từ Hà Nam Trung Sơn Thiếu Lâm Tự tới đây, phải không? Hả? Vĩnh Cần Phương Trượng và Diện Bích Đại Sư vẫn mạnh giỏi chứ? Chứ biết cái ổng sao? Đầu đuôi câu chuyện này cũng rất là dài dòng. 30 năm trước đây, phái Thiếu Lâm nhất thống thiên hạ, võ đường côn luôn đều phải chịu thua. Nhưng mà bởi vì các vị trưởng lão ý kiến bất đồng, cho nên Thiếu Lâm chia thành hai phái. Một phái đi xuống Phước Kiếm gọi là Nam Thiếu Lâm, còn một phái ở lại núi Trung Sơn gọi là Bắc Thiếu Lâm. Tôi là người trưởng môn đệ đại của Bắc Thiếu Lâm. Bởi vì tôi bò được rất nhanh, cho nên tôi lấy được sâu chuỗi bồ đề. Tham kiến trưởng môn nhân. Tôi cũng xin nói thật, lúc đó tôi ngó thấy sâu chuỗi trái nho cho nên mới lượm lên thôi. Tôi nói các vị không tin đâu, hình dáng lúc tôi còn nhỏ giống Tiểu Văn bây giờ như đúc. Trên đời này thiệt là rất kỳ lạ. Bạch Nhật Y Sơn Tận, Hoàng Hà Nhập Hải Lượng Y Mục, Canh Thượng Nhất Từng. Ủa, sao lại ngủ hết vậy? Lúc đó người dạy cho tôi học hành là Vĩnh Cần Phương Trượng, người phụ trách dạy võ nghệ cho tôi là Diễn Bích Đại Sư. Cứ lắc lắc cái gì, lắc đến nỗi tôi choáng váng mặt mày đây nè. Đừng có lắc ở trước mặt của tôi. Có một hôm đột nhiên lão phương trưởng muốn thi khảo tôi, coi thử tôi học hành đã lâu có thành tích gì không. Làm một bài thơ nghe thử coi. Được. 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 9 10 bồi đầm già tinh tinh tinh. Hả? Có ý nghĩa là gì? 1 2 3 4 5 tức là có 5 vị hòa thượng. Vậy còn 3 4 5 6 7? Các vị này có 3 4 người, 4 5 người vợ. Vậy còn 6 7 8 9 10? Nếu có nghĩa là tất cả bọn họ tới 6 giờ 7 giờ 8 giờ 9 giờ và 10 giờ. Vậy còn 9 10 bồi đầm già? Nghĩa là tất cả các vị hòa thượng này cùng nhau ngồi xuống chơi đánh bài. Sư phụ à, có sao không? Có sao không vậy? Tỉnh ra, tỉnh ra. Tiên lại vô dụng. Ây da, dạy học trò như vậy hả? Tiên lại vô dụng. Coi sao này còn dám nghĩ không? Coi tôi phóng nè. Không sao, không sao. Tôi may mắn quá. Để chết rồi. Vậy thì tự kiểu gì? Còn dám đi không? Vậy thì tự gì? Chưa nghe chưa? Đêm đó Diện Bích Đại Sư Vĩnh Cần Phương Trượng là một sự quyết định rất quan trọng. Vì muốn tránh khỏi tôi làm cho hai ổng xấu hổ, vì muốn tránh khỏi cái mông của hai ổng bị đau đớn. Cứu người ta, cứu tôi với. Ông định lấy lúc chở tôi ra khỏi Thiếu Lâm Tự, rời khỏi Hà Nam, rời khỏi Trung Quốc, đến Hạ Quy Di mai danh ẩn tánh hết 30 năm. Đưa nó đi rồi, đưa nó đi rồi. Đưa nó đi rồi đó.
Ê, dĩ vãng của tôi là như vậy đó. À, bữa nay gặp được hai vị coi như là có duyên phận rồi. Có lẽ là số trời đã định. Tham kiến chủ môn sư thúc. Ê, tôi không phải là chủ môn sư thúc các vị nữa đâu. Ai gì đẹp vật. Ây giờ, nhân phụ cặp tư cặp thánh thần cho danh giá Amen. Tôi đến Mỹ mấy chục năm rồi, đã đổi tín ngưỡng Chúa Giêsu lâu rồi. Tất cả người đây đều nói tiếng Anh hết á, Phật tôi không biết nghe đâu. À, mời hai vị đi theo tôi ha. Nè nè, mời qua đây, qua đây, qua đây. Hai vị đến đây gặp tôi muốn tặng chút quà cho hai vị. Nhìn gương mặt của hai vị chắc gặp bao khó khăn gì đó. Chuyện lớn thì tôi giúp không được. Quyển sách này tôi tặng hai vị, mong có thể giải quyết vấn đề của hai vị. Tỷ tủy kinh chi ngũ hình quyền, bí kíp do công tối cao thiếu lầm. Hèn chi chúng tôi tìm kiếm trong chùa không thấy, té ra là trong tay sư thúc. Hey, tất cả mọi việc hình như là ý trời đã định rồi. Khi mà diện bích đại sư đẩy tôi lên xe, ông có nhắc quyển bí kíp này cho tôi, khi tôi luyện tập thành công trở về Thiếu Lâm tự. Mấy hôm trước tôi còn suy nghĩ cái thứ võ công này khi mà đến tay tôi là bị tất truyền, nhưng mà lại không ngờ khi luyện thành ngũ hành quyền thì chúng mình có thể cứu sư thúc. Tôi luyện tập hả? Đúng vậy. Oh my god, Thảo Nguyên. Tôi đưa cô đi xe. Chủ ơi, tụi mình đi vô cũng không giúp được gì đâu, chỉ làm cho cổ lo bảo vệ mình nữa thôi. Nếu như đến nửa đêm chúng tôi còn chưa ra đây thì đi báo cảnh sát đi. Ừ, biết rồi. Anh Long à, phải cẩn thận nha. Anh Nono, tôi đi đây. Anh nhớ phải trở về đó nha. Tôi nhất định sẽ trở về. Gia chú bác, gia chú bác. Cẩu đầu bay. Sao nó cẩu đầu bay? Chính là goodbye. À, Tiểu Yến, Tiểu Yến. Tôi thường lấy viên đạn này làm bùa hộ thân. Bây giờ tôi tặng cho cô, hy vọng là nó có thể bảo vệ cho cô. Cảm ơn. Chứ sao gì mày cũng nói, cần gì phải chịu khổ vậy? Nói đi, máy khởi động bây giờ ở đâu? Mà nói đi. Con người của tôi coi trọng tiền như tính mạng vậy. Cũng như người ta nói kẻ ham mê tiền bạc muốn hành hạ ta thế nào, ta không sợ đâu. Tùy ý mày, nếu mà không có tiền ta không nói đâu, đừng có hòng. Tốt, coi mày chịu đựng được bao lâu. Thank you.
chiến, chị có sao không? Không có sao. Mình đi. Ngoại cốt đây. Cắn Hương cắn. Tiết đầu công đây. Tiết chiến công. Không tiết tôi được nên kiềm chế không được. Cô không sao chứ? Anh Lân, tôi không sao. Còn nói không sao nữa à? Nguyệt đạo cô đã bị phân, còn đề cao chân khí nè. Bây giờ huyết mạch đảo ngược, công năng đặc dị đã bị phế rồi. Anh Lân, anh kỳ là lợi hại. Tăng Kiều, hả? Anh nói cái gì? Tăng Kiều tức là cái mần. Ha, tôi chỉ là ngu, tôi chỉ là ngu. Trời đã rồi chứ gì? Những người luyện tập võ công thường hay phạm cùng chung một sai lầm. Dù tụi bay có võ nghệ cao cường đến đâu, tao chỉ cần có một viên đạn thì có thể giải quyết mày. Oh no. Qua đã.
Lần trước chính là cô ta dùng công năng đặc dị làm công cây súng của tôi đó. Cô đừng bước tới đi nha. Viên đạn không có mắt đâu. Cố gắng lên anh. Tiểu Yến. Cô giỏi thiệt, cô cắn được viên đạn hả? Viên đạn mà tôi cắn là viên đạn anh tặng tôi. Xe tốt. Xe tốt. Xe tốt. Xe tốt không sao chứ? Các trò đến rồi hả? Rớt rồi, anh thật nhẹ nhõm. Mùi gì đó? Sao như mưa kích vậy? Thiệt gì sao? Đúng vậy. Nếu mà không để ở đó, để đâu chứ? Ý già, tươi quá. Nhưng đừng có giỡn nữa. Đồng chí Tổ. Đồng chí Tô, đồng chí Tô, những chuyện xảy ra trong cái vụ này, đồng chí Thích Tiểu Yến đã tường thuật rõ ràng trong bản báo cáo rồi. Chúng tôi cũng đã thông báo tới Bắc Kinh. Tôi đã tuân theo lệnh cấp trên rồi. Cái chuyện này phải do bản thân tôi phụ trách, không can hệ đến họ đâu. Xin chúc mừng đồng chí Tô, chúng tôi vừa nhận được điện báo từ Bắc Kinh gửi đến tán dương thành tích xuất sắc của đồng chí, thăng chức 3 cấp, thưởng tiền 100.000. Ngày mai chuyến bay thứ nhất, sếp đặt các người trở về. Có một buổi lễ rất long trọng đang chờ các đồng chí do Phó Chủ tịch Ủy hội đích thân chủ trì. Chúc mừng các đồng chí hoàn thành một nhiệm vụ gian nan mà tổ chức giao phó cho các đồng chí. Chúc mừng đồng chí. Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng mà tôi xin đính chính một việc, cái chuyện này có can hệ đến bọn họ, là ba đứa chúng tôi cùng nhau hợp sức hoàn thành. Cô thiệt tình không chịu ở lại đây hả? Chúng mình hẹn với nhau đi. Nếu có thể chờ đến một ngày nào tôi có cuộc sống sung sướng, đến chừng đó tôi hoan nghênh anh đến kiếm tôi. Có thể viết thơ cho tôi không? Tôi sẽ viết. Anh có ánh tà dương bên kia kìa. Vì sao mỗi khi tôi thấy ánh tà dương thì chúng ta sẽ cảm ứng với nhau? Anh phải ráng cố gắng suy tưởng. Vì anh tại dương bên kia có tôi, như vậy trong đêm đó thì anh có thể gặp tôi trong cảnh mộng rồi. Thiệt hả? Thiệt. Tụi mình ngoéo tay đi. Anh Long mà, tôi cầu xin anh mà. Anh Long, anh dẫn tôi về Thiết Lâm Tự có được không? Không phải tôi không muốn dẫn anh về Thiết Lâm Tự đâu, nhưng tôi có thể làm như vậy được. Nếu tôi không đi được Thiếu Lâm Tự thì tôi sẽ chết. 30 năm về trước, khi tôi rời khỏi Thiếu Lâm Tự, tôi đã có giơ tay lên thề. Lời thề này bắt đầu từ ngày đó. Cùng với các con, các cháu của tôi, vĩnh viễn không bao giờ bước vào Thiếu Lâm Tự nữa. Nhưng mà tôi sợ người trong Thiếu Lâm Tự phát hiện tôi, cho nên tôi mới mai danh ẩn tánh trú ngụ ở nơi này. Mấy năm trước sanh được một đứa con, nhưng mà tánh tình của đứa con này rất quái lạ. Lúc nó còn nhỏ, nó không có chịu để tóc, chỉ thích cạo đầu thôi. Ngoài ra nó lại rất muốn đi Thiếu Lâm Tự, nàng nàng đòi đi cho được. Không lẽ trời Phật định trừng phạt tôi? Hồi trước tôi bỏ Thiếu Lâm Tự ra đi, bây giờ bắt đứa con của tôi phải đền bù lại. Có phải ba muốn nói tôi là cái thằng chọc con đó không? Mày nói coi, ngày thường thì mày thích phá tao,
Tao đâu phải là người để cho mày phá được đâu. Tao chỉ là muốn cho mày vui mừng thôi. Lần này quả thiệt vừa vui lại vừa buồn nữa. Mày vui gì? Tức là tôi có thể đi Thiếu Lâm Tự. Vậy còn cái gì là buồn? Tôi chỉ không ngờ có người cha xấu xa như vậy. Hả? Chết mày là ba còn có chút giống tôi. Xem kỹ cũng không phải là xấu xí lắm. Ngoan, ngoan. Ngoan. Ba. Thiệt rất cảm động. Nè nè, Tiểu Long về rồi. Tiểu Long về rồi kìa. Sư phụ. Dính cần sư phụ. Dính bích sư phụ. Đồ đệ bái kiến sư phụ. À, lời mẹ các trò cực nhọc rồi. Đứng dậy đi. Sư phụ, đệ tử lần này về đây không có đem gì về cho các vị. Đệ tử chỉ kiếm được đệ nhị đại truyền nhân đã thất lạc lâu năm của Thiếu Lâm Tự. Ồ, thiệt vậy sao? Ngộ không đã qua Mỹ Mai và ẩn tích rồi. Làm sao mà kiếm được hắn chứ hả? Đúng vậy rồi, có phải là kiếm người nào giả mạo về đây không? Là con trai sư thúc. Ai di đà phật. Tôi phải làm đảo lộn Thiếu Lâm Tự này.